modem là 4344MK2 mới về ngày hôm qua. Thì anh Đại Đình Kha, anh đến từ Lam Sách, Hải Dương cùng với cả bà xã. Sản phẩm của anh trong buổi sáng ngày hôm nay đây. Núi ơi biển biết giá JBL 4344MK2. Vâng, anh Kha cho em xin một chút ý kiến về sản phẩm bên cửa hàng em cung cấp ra thị trường ạ. Hàng thì đẹp, nói chung là hàng thì đẹp nhưng mà chưa đi đang đói. Chưa có rượu để. Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cảm ơn anh Kha rất nhiều và cảm ơn những vị khách đã luôn đặt niềm tin bên cửa hàng và lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý khách hàng yêu thích. Vâng, bên cửa hàng thì hàng vẫn tiếp tục về để phục vụ quý vị và các bạn. Vâng, cặp loa JBL 4344MK2 cũng đã có chủ trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, em xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.